Đà Lạt trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, không chỉ vì phong cảnh tuyệt đẹp mà còn vì những món ăn truyền thống lẫn đường phố rất là độc đáo. Và ngay sau đây thì hãy cùng blog ẩm thực dạo quanh bản đồ văn hóa và tìm kiếm những món ăn Đà Lạt trứ danh các bạn nhé. Các bạn nào sắp đi du lịch Đà Lạt mà chưa biết ăn gì thì cùng tham khảo ngay bây giờ nhé. 1. Bánh tráng nướng. 2. Xiên que. 3. Bánh ướt lòng gà. 4. Bánh căn. 5. Lẩu gà lá é. 6. Bò nướng ngói. 7. Bánh mì xíu mại. 8. Kem bơ. 9. Ốc biêu nồi thịt. 10. Lẩu bò tơ atiso. 11. Miến gà. 12. Bún mắm nêm. 13. Sắp sắp. 14. Bánh bèo. 15. Mì quảng ếch. 16. Bánh canh cá lóc. 17. Bún thố. 18. Bún riêu. 19. Gà nướng sốt tiêu xanh. 20. Bò pía mặn. Bánh tráng nướng. Nhắc đến ẩm thực Đà Lạt là nghĩ ngay đến bánh tráng nướng. Đây là một món ăn vặt phổ biến mà bất kỳ ai đặt chân đến thành phố ngàn hoa cũng từng thử qua một lần. Bánh thì được làm từ bánh tráng mỏng, phủ đều hành phi, mỡ hành, tôm khô, trứng và các gia vị khác. Sau đó bánh được nướng trên lửa than cho đến khi trở nên giòn rụm. Các bạn có thể thưởng thức tại các gánh hàng rong ở chợ đêm. 2. Xiên que. Ẩm thực đường phố Đà Lạt không thể thiếu sự xuất hiện của xiên que. Phải nói xiên que ở đây cực kỳ phong phú và thơm ngon khó cưỡng. Có đủ các loại xiên nóng hổi phục vụ tại chỗ để các bạn có thể lựa chọn như là gà nướng, cút nướng, bò lá lốt, hồ lô, cá viên, bò viên, đậu hũ, hồ lô nướng, vân vân. 3. Bánh ướt lòng gà. Bánh ướt lòng gà, món đặc sản đã được Đà Lạt biến tấu và mang đậm hương vị riêng của Đà Lạt. Không còn đơn thuần những miếng chả lụa, mà bánh ướt Đà Lạt được thêm vào các loại lòng gà, bao gồm có thịt gà xé, gan, mề, trứng non, vô cùng đa dạng và đặc sắc. Vị dẻo mềm của bánh ướt cùng với thịt gà thơm ngon, ăn kèm thêm với nước chấm pha, rau thơm, giá hành, khiến người ăn phải gật gù và tấm tắc khen ngon. Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức món đặc sản Đà Lạt béo ngậy này chính là vào buổi sáng để có thể vừa no mà vừa ấm bụng. 4. Bánh căn. Bánh căn có thể là đặc sản ở nhiều nơi, tuy nhiên khi ở đặc sản Đà Lạt thì lại có một hương vị rất là đặc biệt. Bánh căn được làm từ bột gạo và hỗn hợp trứng, thịt, tôm và các nguyên liệu khác tùy theo khẩu vị. Bánh được nướng trong những khuôn nhỏ hình tròn, tạo nên những chiếc bánh nhỏ xinh. Bánh căn thường được ăn kèm với nước chấm pha chua ngọt và rau sống. Nước chấm vô cùng quan trọng và là linh hồn của món bánh căn này. 5. Lẩu gà lá é. Lẩu gà lá é không phải xuất xứ từ Đà Lạt, tuy nhiên đây lại là món đặc sản nổi tiếng không thể không thử khi ghé thăm thành phố sương mù. Lẩu gà lá é thường được chế biến từ gà ta tươi ngon, được thái thành từng miếng nhỏ để dễ ăn. Nước lẩu thì nấu bằng lá é cho nên có hương vị chua chua, hòa quyện cùng với thịt gà thơm ngọt, cùng với các loại gia vị khác cho ra một hương vị đặc trưng và hấp dẫn. 6. Bò nướng ngói. Không chỉ là một món ăn ngon, bò nướng ngói còn thể hiện sự tinh tế, sáng tạo trong ẩm thực của Đà Lạt. Và đúng như tên gọi nướng ngói, thay vì sử dụng vỉ nướng hay là bếp nướng, các quán nướng ngói đã thay thế bằng những viên ngói để nướng thịt. Viên gạch ngói được đặt lên bếp than hồng, quét một lớp dầu ăn ở bên trên để thịt không bị dính khi nướng. Hơn nữa thì nướng thịt bằng ngói cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian bởi vì nhiệt độ tỏa đều làm các miếng thịt cũng chín nhanh, đều màu, không bị chỗ cháy xém, chỗ chưa chín đâu nhá. 7. Bánh mì xíu mại. Bánh mì xíu mại là món ăn sáng thơm ngon và rẻ, làm đắm say trái tim của biết bao nhiêu du khách khi đến du lịch Đà Lạt. Và đúng như tên gọi, các bạn sẽ ăn kèm bánh mì với những viên xíu mại và chả cắt đôi. Xíu mại được làm từ thịt nạc xay nhuyễn, có độ dai vừa đủ. Nước dùng có vị ngọt thanh, không béo ngậy. Nước dùng khá là trong, được chế biến từ xương heo ninh nhừ với một ít váng mỡ. Điểm xuyết thêm một chút hành cắt nhuyễn ở bên trên tạo nên một cảm giác rất là hấp dẫn. 8. Kem bơ.
là một trong năm món đặc sản chính gốc tại Đà Lạt, kem bơ là món mà bất kỳ một tín đồ nghiện đồ ngọt nào cũng không thể bỏ lỡ. Kem bơ có mặt ở khắp các nẻo đường ở Đà Lạt. Kem ở đây đặc biệt vì được chế biến từ các loại bơ sáp béo bùi, thơm nồng hòa cùng mùi sữa đặc ngọt lịm, rắc thêm một chút dừa sấy thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn được không nào. 9. Ốc biêu nhồi thịt. Một trong những món ăn đặc sản của Đà Lạt mà các bạn không nên bỏ lỡ chính là món ốc biêu nhồi thịt. Món ăn gây nghiện này kết hợp giữa vị ngon của ốc biêu rất là tươi ngon và vị thơm béo của nhân thịt. Ốc biêu được làm sạch, khử mùi tanh, được nhồi với một hỗn hợp nhân thịt thơm ngon. Nhân thịt thường được làm từ thịt heo xay nhuyễn, hành, tỏi, nấm mèo và một số những gia vị khác. Sau đó ốc biêu được hấp với vài cây sả rất là dậy mùi thơm. 10. Lẩu bò tơ atiso. Lẩu bò không phải là món ăn xa lạ đối với những thực khách gần xa, thế nhưng phiên bản lẩu bò được biến tấu khi nấu cùng với lá atiso lại khiến cho món ăn đặc sản Đà Lạt này trở nên đặc biệt hơn hẳn. Với nguyên liệu chính là thịt bò tơ hầm mềm, nước lẩu được nấu thêm cùng với lá atiso trở nên rất là thanh hơn và ngọt hơn. 11. Miến gà. Miến gà thì nhiều nơi có rồi, tuy nhiên miến gà Đà Lạt thì ngon nước tiếng với một công thức chế biến rất là khác biệt. Sợi miến thì tơi xốp, có độ dai, không mềm như các loại miến khác. Nước dùng hầm gà thì thơm ngon, rất dậy mùi thơm. Và mới món ăn này, miến sẽ được để chung vào bát, phần nước dùng của thịt gà sẽ được chặt hoặc là xé để một đĩa riêng. Lúc ăn mà có thể tùy ý trộn chung cho hợp khẩu vị và đừng quên cho thêm hành lá để tô miến gà thêm thơm ngon hơn nhé. 12. Bún mắm nêm. Bún mắm nêm cũng là một món ăn đặc sản được rất nhiều du khách yêu thích khi đến với Đà Lạt. Món ăn này gồm có những sợi bún tươi mềm, nước mắm thì đậm đà và có rất nhiều loại thực phẩm khác như là thịt heo, rau sống, hành, ớt và một số loại gia vị khác. Nước mắm nêm là thành phần quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn này. Ngoài ra thì bún mắm nêm cũng có thể ăn kèm thêm da heo và tai heo chiên giòn cũng rất là lạ miệng luôn nhé. 13. Sắp sắp. Nghe tên thì có vẻ lạ hoắc, tuy nhiên sắp sắp thực chất là món gỏi bò khô hay là nộm bò khô. Đây là món ăn khá nổi tiếng ở đường phố Đà Lạt. Sắp sắp được trộn từ quả đu đủ non bào sợi, khô bò, gan bò, rau quế, tương ớt, tương me, đậu phộng. Và điều tạo nên hương vị khác biệt cho món ăn này chính là phần nước sốt. Phần nước sốt có thành phần chính từ me, có vị chua vừa phải, không quá ngọt hay là quá cay. 14. Bánh bèo. Mặc dù là đặc sản của Huế, tuy nhiên bánh bèo là món ăn các bạn nhất định phải thử khi ghé thăm Đà Lạt. Nổi bật và khác biệt so với các vùng miền khác, bánh bèo ở đây có kích thước to gấp từ 2 đến 3 lần so với bánh bèo chén bình thường. Chiếc bánh bèo vừa trắng vừa mềm mịn, điểm sắc thêm màu cam cam sệt sệt của sốt tôm thịt tạo nên sự kích thích vị giác. Chỉ muốn ngồi xuống và đánh chén luôn. Bánh bèo đặc sản của Đà Lạt sẽ được ăn kèm cùng với da heo chiên giòn. Miếng da heo chiên giòn ăn cùng với bánh bèo chấm nước mắm, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Thực sự là sự kết hợp tuyệt vời luôn nhé! 15. Mì Quảng Ếch. Mì Quảng Ếch cũng là một trong những món ngon đặc sản của Đà Lạt. Nghe thì có vẻ lạ lùng, tuy nhiên đây là sự biến tấu độc đáo của các đầu bếp xứ ngàn hoa. Vẫn là sợi mì quảng trắng dai mềm, ăn chung với đậu phộng và bánh đa nướng, trứng cút, thịt ếch. Và cái hay ở chỗ, thịt ếch được tẩm ướp rất là vừa vị để vừa hết mùi tanh lại vừa đậm đà ngon miệng. Khi đến Đà Lạt mà không thử món mì Quảng Ếch thơm ngon này thì thật là phí hoài tuổi xuân đi du lịch đấy nhá. 16. Bánh canh cá lóc. Giống như bánh bèo, món bánh canh cá lóc cũng không phải đặc sản chính gốc ở Đà Lạt mà của khu vực Bình Trị Thiên, thế nhưng nó vẫn được ưa chuộng và phổ biến ở xứ sở sương mù. Món bánh này có thành phần khá là đơn giản. Sợi bánh canh thì dai dai, mềm mềm, ăn kèm cùng với thịt cá lóc đồng, được ướp với tiêu, mắm, hành thơm. Cá lóc được hấp cho thịt cá săn lại, lọc thịt và xương riêng. Phần xương đem đi nghiền nhỏ, lọc lấy nước ngọt, để thêm vào nước dùng, sao cho đậm đà. Và đặc biệt, rau ăn kèm là rau đắng và giá đỗ, chứ không phải là rau xà lách. Các bạn sẽ cảm thấy vị đăng đắng rất là lạ miệng. 17. Bún thố. Tại xứ sở sương mù thì những món nước nóng hổi luôn rất đắt hàng bởi thời tiết se lạnh ở đây cực kỳ phù hợp để thưởng thức.
Cuốn thố cũng là một trong những món ăn nóng hổi, đáng thưởng thức nhất tại Đà Lạt. Sợi bún thì mềm mịn, ăn cùng với nước lèo đậm đà, kèm theo với hải sản, cá lóc, chả cá tươi ngon. Ngoài ra, món bún được nấu trong thố đất hoặc là thố đá cho nên giữ nhiệt lâu hơn, tạo nên hương vị nóng hổi, đặc trưng cho món ăn đặc sản Đà Lạt này. Bún riêu. Bún riêu thì quá quen thuộc với team mê bún phở rồi đúng không nào? Tuy nhiên, bún riêu Đà Lạt thì nhất định phải thử bởi sự mới mẻ trong cách biến tấu. Riêu ở đây không hoàn toàn làm từ riêu cua như là bình thường, mà được trộn chung với trứng, mộc nhĩ và thịt băm nhuyễn, quyện lại thành tảng. Có phần thì giống với xíu mại, tuy nhiên xốp hơn. Một điểm nhấn đặc biệt nữa chính là nước dùng của bún riêu Đà Lạt thì không đậm màu, váng dầu mà có màu nhàn nhạt, phơn phớt hồng, trông rất là dịu mắt, tuy nhiên vẫn rất kích thích vị giác luôn nhá. 19. Gà nướng sốt tiêu xanh. Một món đặc sản hot gần đây không thể không nhắc đến chính là gà nướng sốt tiêu xanh tại Đà Lạt. Gà nướng thì mềm trong từng thớ thịt, lớp da bên ngoài có màu vàng ươm, bắt mắt. Hòa quyện vào thịt gà chính là nước sốt tiêu xanh đậm đà, cay thai nhẹ, làm kích thích vị giác. Ngoài ra gà còn đi kèm với bắp, khoai tây và cà rốt. 20. Bò pía mặn. Một trong top những món ăn vặt Đà Lạt phổ biến nhất thì không thể thiếu bò pía mặn. Món bò pía được kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau như là lạp xưởng, cà rốt, su hào, xà lách, trứng, tôm khô, bún và đem chấm với nước chấm đậm vị tỏi. Và đây là món ăn hợp với những buổi tụ tập bạn bè hay là những chiều tan ca mà đói lòng. Đà Lạt là một thiên đường ẩm thực với những món ăn đặc sản tuyệt vời. Những món ăn ở trên chỉ là một phần nhỏ trong danh sách đa dạng và hấp dẫn của Đà Lạt mà thôi. Và nếu có dịp tới Đà Lạt, các bạn hãy thưởng thức những món ăn độc đáo này và đừng quên chia sẻ cảm nhận cho blog ẩm thực được biết với nhau. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.